Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, ngay phía tây nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Dự báo trong ngày hôm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông đông bắc suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng của chúng tôi về áp thấp nhiệt đới này. Do áp thấp trên biển suy yếu và di chuyển ra xa khu vực đất liền, nên tác động của nó tới miền Bắc cũng giảm dần. Sang tới ngày hôm nay, thì hầu khắp các tỉnh miền Bắc trời nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ. Ban trưa trời lại oi bức về trưa và chiều. Dự báo chiều và tối nay, tại khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La và thủ đô Hà Nội, có thể sẽ tái xuất hiện những cơn mưa rào và dông dạng mưa dông nhiệt. Từ ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên nắng nóng có khả năng quay trở lại trên khu vực. Áp thấp nhiệt đới đi ra ngoài và suy yếu thành vùng áp thấp cũng khiến cho mưa cả miền Trung giảm nhanh. Tuy nhiên, nguy cơ về tình trạng sạt lở đất vẫn còn duy trì tại khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự báo cũng từ ngày mai, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, Trung Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới kéo dài sang những ngày đầu tháng 8. Còn với Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam vẫn còn duy trì cường độ mạnh kéo theo những cơn mưa dông vẫn còn xảy ra ở diện nhiều nơi. Thời gian mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên tập trung trong khoảng từ 15 tới 19 giờ tối. Sau 19 giờ mưa giảm. Tại Kon Tum, Gia Lai và cả miền Đông Nam Bộ vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Với lượng mưa phổ biến từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến nửa cuối tháng 7 năm 2021 đã có 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2021, thời tiết vẫn duy trì trạng thái Enso, nhưng nghiêng về La Nina tức pha lạnh. Do đó, trong nửa cuối năm 2021, xoáy thuận nhiệt đới dự báo sẽ xuất hiện dồn dập trên khu vực Biển Đông. Cụ thể là trong tháng 5 tháng còn lại thì sẽ có khoảng từ 9 tới 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 4 tới 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta, tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ và phía Nam. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Trong đó thì các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khả năng sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Cường độ mạnh nhất khoảng cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình đến Phú Yên khả năng xuất hiện từ 2 tới 3 cơn bão đổ bộ trực tiếp từ nửa cuối tháng 9 đến tháng 11 năm 2021. Cường độ mạnh nhất khoảng cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 13-14. Các tỉnh Khánh Hòa đến hết ven biển Nam Bộ, Tây Nguyên đề phòng khả năng bão tác động trực tiếp từ cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 với cường độ mạnh nhất dao động trong khoảng cấp 8 tới cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 26 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 22 tới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 36 tới 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.